Hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm 2019. Bây giờ là 6 giờ kém 20 phút. 18 phút tôi đang ở trên cánh đồng. Đây, chỗ một đốm đậu chanh, tôi lại đi tiếp. Các bạn ở thấy ở xa xa kia cũng có những người nông dân họ cũng đi làm sớm ngoài đồng rồi các bạn, vì thời tiết tháng đó họ đi làm sớm trên đường họ dựng xe rồi vậy đó họ làm đó, vì lúc này họ cũng ít cái đi làm ngoài đồng, bây giờ nắng rồi họ cũng bỏ đất không nhiều nên là cũng không có người đi làm nhiều, nên các bạn thông cảm. Tôi chỉ qua những cái cây mà người ta họ đang làm mà thất thu rồi bỏ, như các bạn đã thấy cái đốm đậu xanh như thế này đây. Làm được đốm đậu xanh như này là nó rất là tốt dài đây các bạn, là không thấy ché luôn, không thấy ché luôn các bạn ơi. Tôi dòm tôi thấy lâu lâu vì có ít cái ché mà nó bị nhỏ như thế này, như thế này đây mà nó lép hết, không có máy hậu hết, còn ở trên đó là sao không. Muốn làm được đốm đậu xanh như đấy như thế này là phải mất 3 tháng đó các bạn, mất 3 tháng mới ra được cái ché đậu xanh, nhưng mà đến khi dài đây là thất thu luôn nè, thất thu luôn. Xong thế trái này tôi bạch cho là nó không có. Đây các bạn thấy như cái hộp đậu quá lớn đây thì làm gì còn có sao rồi làm trống nữa, cho nên có còn nhiều người thì họ làm bắp như đấm đất. Tôi đang đi đây các bạn đã thấy đấm đất bỏ tán đây là đấm đất này, họ cũng đang làm tỉa bắp, tỉa bắp, nhưng mà vì sao quá rồi coi như nó cán đuổi họ bỏ luôn, họ đành khóa bỏ cho vào. Anh nào làm kỹ hung với gia công hung thì mới được, như đống đống kiều nha, đống đó đây kiều đống đất đó thì có một đống bắp này. Những anh này là muốn làm được đống bắp như vậy anh tốn công ghê lắm. Tôi lại tiếp tục đi tiếp tìm mấy cái đống khác quay cho các bạn xem.